Dạ vâng, em xin chào toàn bộ các anh theo dõi video bên em nhé. Thì tiếp tục với mặt hàng là giải mã, thì hiện tại đây em có mặt hàng là cục giải mã Onkyo có mã là 7GXDV. Đấy. Đây là cũng là thuộc dạng một dạng tức là dòng đời cao của dòng 7 ấy. Như dòng 357 thì đây cũng là thuộc dạng dòng đời cao rồi. Đấy. Ở đây này, mặt mũi rất là sáng bóng luôn, nhìn rất là đẹp luôn nhỉ. Đấy. Ở đây thì cục giải mã này sẽ đảm bảo cho mình cái chức năng truyền tải từ TV qua sẽ rất là hay. Hơn nữa thì sẽ bảo vệ cho mình cái loa TV được hoạt động tốt nhất và bền nhất. Đấy, tránh trường hợp là mở nhiều, mở to, nhỏ, hoặc liên tục thì nó sẽ dẫn đến bị rè loa và không còn hay nữa. Đấy. Về hình thức của cục nhé. Đấy. Hình thức của cục giải mã này rất là ok luôn. Đấy. Ít bị xước xát nhé. Mà mọi người biết thì hàng bãi. Mà hơn nữa đây là cái chất liệu bằng nhôm, trong quá trình vận chuyển thì nguyên đặt lên nhau nhiều, chồng cao hơn nó đã cũng đã sẽ ảnh hưởng bị móp méo rồi. Hơn nữa thì vận chuyển người ta sẽ không đảm bảo được hình thức ok. Như đây con này mặt mũ rất là sáng bóng luôn nhá, tại xước xát thì có rất là ít luôn. Đấy. Phía sau của cục đây nhá. Ở đây thì có rất nhiều cổng kết nối để mọi người có thể kết nối với cả điện thoại, máy tính để nghe nhạc nhé. Đấy. Ngoài ra ở đây thì có cả cổng để mọi người kết nối với cả sắp điện riêng. Đấy. Rất là tiện lợi luôn. Đấy. Khi kết nối với TV thì sẽ có hai đường để mọi người kết nối với cổng digital thì ở đây có hai đường quang, nhưng mọi người chú ý là mọi người sẽ cắm vào đường in nhé. Đây nó có sẽ đường in và đường out, in là vào còn out là ra rồi đúng không? Khi kết nối từ TV xuống thì mọi người sẽ chú ý cắm cổng in giúp em nhé, còn cắm nhầm cổng out thì sẽ không có tiếng loạn. Đây cục Onkyo 7GXDV thì với công suất là 65W, công suất cũng khá là cao luôn. Đấy, với một cục giàn mini như thế này. Mọi người chú ý giúp em là sử dụng điện 100V nhé. Đấy, 110 cũng không được đâu. Một số anh nghĩ rằng 100 với 110 thì có khác gì nhau đâu, thì thôi cứ cắm 110 cũng được. Nhưng mà thực ra không phải vậy. Anh chỉ cần cắm điện 110 chỉ được 1-2 hôm thôi. Mới đầu thì nó vẫn hoạt động bình thường, nhưng chỉ sau một đêm thôi là cái cục này của chúng ta nó cũng sẽ tự đi rồi. Đấy. Ở đây thì với cục giải mã thì em sẽ bao cho mọi người công suất này, tức là ra hai loa nghe nhạc qua CD, điện thoại, máy tính và cổng quang nhé. Đấy. Dạ vâng ạ. Thì mọi chi tiết thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0966 591 581 nhé. Địa chỉ cửa hàng em thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn tất cả các anh đã quan tâm và theo dõi video của bên em. Em sẽ tiếp tục trở lại và đăng những sản phẩm mới nhất lên nhé. Dạ vâng, em xin chào và hẹn gặp lại ạ.